Vết thâm nám li ti trải dài khắp khuôn mặt, da thâm sạm, không đều màu luôn là trở ngại lớn đối với chị em phụ nữ. Và để cải thiện tình trạng này, nhiều chị em đã tìm tới sản phẩm kem dưỡng da BMB. Sản phẩm đang được rất nhiều các chuyên gia đánh giá cao. Kem BMB thì tôi thấy này, thứ nhất là trong sản phẩm thì nó có arbutin, mà arbutin này thì được nhập khẩu từ Anh, làm giảm tổng hợp sắc tố ở tế bào hoắc tố và làm giảm chậm quá trình chuyển sắc tố lên các tế bào gai và lên da. Chính vì thế mà nó làm gì cho cái nám sạm của da nó sẽ bị giảm đi. Cái thành phần thứ hai thì các bạn sẽ thấy là bisabolol, chủ yếu là làm giảm kích ứng với các phản ứng của da. Và một cái nữa là chúng ta phải nói đến là cái collagen thủy phân. Mà collagen đây thì các bạn biết là nhập khẩu từ Na Uy. Collagen mà nhập khẩu từ Na Uy thì phải nói tuyệt vời, chủ yếu là chống oxy hóa và tăng cường sức lực của da và tăng cường độ mịn căng của da. Một cái chất nữa là các bạn biết là tracinamide, dùng vào trong những cái nám sạm da thì rất có hiệu quả. Mình được các chuyên gia tư vấn cho dùng kem dưỡng BMB. Mình có về tìm hiểu và sử dụng thì thấy là trời ơi, tàn nhang nó mờ rõ trông thấy luôn. Và da của mình không còn bị sạm nữa, ngược lại da khỏe hơn và trắng hồng hơn. Có thể thấy việc lựa chọn kem dưỡng da chất lượng, phù hợp đóng vai trò quan trọng giúp chị em lấy lại vẻ ngoài rạng rỡ, làm chủ cuộc sống. Và kem dưỡng da BMB là gợi ý mà chúng tôi muốn giới thiệu tới bạn.